Chào mừng bạn đã đến với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Chúc bạn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Nói đến phong thủy nhà ở thì chúng ta thường nhắc đến một lỗi là lỗi đường đâm vào nhà. Vậy lỗi này có thực sự nguy hiểm hay không và cách hóa giải ra sao? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm lời giải đáp cho vấn đề này nhé. Đường đâm đối diện mặt tiền nhà như là con đường này, cây cầu hay con hẻm ấy thì đều tạo thành thế thương sát. Các chuyên gia phong thủy gọi là nhất tiễn xuyên tâm sát, có thể dẫn sát khí và tai ương đến cho gia đình. Tuy nhiên, đường đâm vào nhà cũng tùy vào hình dáng này, độ dài rộng của con đường, mật độ xe cộ đi lại mà tạo ra sát khí nặng nhẹ khác nhau. Nếu quãng đường đâm vào nhà ngắn, chỉ bằng hoặc lớn hơn chiều ngang của nhà một tí thì sẽ chẳng đủ để tạo ra sát khí gì hết. Có khi nhờ thế mà còn được minh đường sáng sủa. Đường đâm chỉ thực sự xấu khi nó là cái quãng đường dài đâm trực diện vào nhà. Nếu như ở trong ngõ cụt, tức là đâm một phát là vào thẳng nhà và không còn cái lối rẽ nào nữa thì lại càng tăng thêm độ xấu. Nếu đường đâm chéo vào nhà, không đâm trực diện thì sát khí cũng nhẹ đi. Do đó, bạn có thể thấy là không phải trường hợp đường đâm nào cũng xấu cả. Phân tích một cách khoa học ấy, nhà có đường đâm phải hứng chịu cái sát khí là hoàn toàn có căn cứ. Xe cộ chạy phăm phăm như thể muốn lao vào giữa nhà, sao mà không nguy hiểm cho được. Giả sử một bác tài xế vì một lý do nào đấy, như buồn ngủ chẳng hạn, mà mất kiểm soát, không làm chủ được tốc độ, thay vì đến đó phải rẽ cua sang lối khác thì lại cứ thế lao thẳng thì rõ ràng là không tránh khỏi tai họa rồi, có đúng không ạ? Đường giao thông sộc thẳng tới càng dài càng rộng bao nhiêu, lưu lượng xe cộ càng cao bao nhiêu thì càng nguy hiểm cho nhà ở bấy nhiêu. Cho nên những người sống trong ngôi nhà kiểu này ấy, khó lòng mà yên tâm được, thậm chí luôn mang cái tâm lý bất an, lo lắng. Cũng là đường đâm, nhưng mà nếu con đường đâm ấy không thẳng tắp mà có cái hình dáng uốn lượn như cái con rắn ấy thì cái sát khí tạo ra sẽ ít hơn, bởi vì các phương tiện đi lại ở đây ấy sẽ không thể quá nhanh được đấy, nên khả năng gây ra tai nạn cũng ít hơn. Nếu có không may xảy ra tai nạn thì cái mức độ sát thương sẽ nhẹ đi so với con đường thẳng băng chọc chính diện vào nhà. Đường dài thẳng tắp nghĩa là tốc độ luồng khí cực cao. Ngôi nhà bị con đường như vậy đâm vào chính là nơi đón đầu của luồng khí, giống như một người luôn sống ở nơi cuồng phong, dù có gắng sức chống chọi thì lâu dần cơ thể cũng sẽ xuất hiện những cái vấn đề, rất dễ mắc bệnh hiểm nghèo, và người chịu ảnh hưởng nặng nhất thì sẽ chính là chủ nhà. Có thể thấy phong thủy nhà bị đường đâm ảnh hưởng xấu như thế nào. Tài vận có nguy cơ bị thất thoát, công việc cũng hay gặp bất ổn và sức khỏe thì lại càng khó bảo toàn. Vậy thì phải làm sao để hóa giải cái sát khí đường đâm tạo ra? Nếu như bạn hay quan sát thì có thể thấy những cái căn nhà bị đường đâm không ít nhưng mà vẫn có người ở, và thậm chí là sống rất tốt, họ ở đấy rất tốt, có đúng không ạ? Điều cốt yếu thực ra là họ biết cách hóa giải. Khi biết vận dụng phong thủy để hóa giải, có thể yên tâm cư ngụ, kinh doanh tùy thích. Đa phần những cái nhà bị đường đâm ấy đều ở ngã ba, ngã tư đường, là những cái địa điểm rất đắc địa cho việc kinh doanh. Nếu chỉ vì sợ phong thủy xấu mà không dám ở hay là mở mang làm ăn thì quả là rất lãng phí, có đúng không ạ? Bạn hoàn toàn có thể hóa giải được lỗi nhà bị đường đâm bằng một vài biện pháp như sau. Thứ nhất, dùng tấm bia đá chôn sâu dưới lòng đất ngay trước cửa chính. Thứ hai, dùng lá bùa treo ở phía trên cửa. Thứ ba, xây hàng rào chắn, hàng rào như một bức bình phong chặn đứng và bẻ gãy dòng sát khí do tuyến đường hay là con hẻm tạo nên. Bởi dòng sát khí di chuyển nhanh, mạnh và hung hăng, khi gặp phải cái vật cản là cái bức tường hay hàng rào ấy, sẽ bị bẻ gãy và sẽ di chuyển mềm mại, uốn lượn theo hình dáng bức tường đi vào nhà, tạo ra cái dòng khí tốt hơn. Thứ tư là có thể trồng cây hoa có màu sắc hợp với bản mệnh phía trước cửa nhé.
cây xanh vừa có công dụng như một bức tường chắn, vừa tạo thêm khoảng không gian xanh giúp cân bằng trường khí cho căn nhà. Đây là phương pháp dễ dàng thực hiện, đơn giản và phổ biến. Thứ năm, dựng hòn non bộ, tiểu cảnh trước nhà. Non bộ cũng giống như bức tường hay hàng cây giúp ngăn chặn dòng sát khí, nhưng việc đặt non bộ cũng cần chú ý đến phương vị của ngôi nhà. Thứ sáu, gia chủ có thể chuyển đổi vị trí cửa chính sang cung vị khác để tránh hoàn toàn hướng con đường đâm tới. Thứ bảy, có thể biến cửa hiện tại thành cửa giả. Tuy nhiên, cách này sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp kiến trúc của ngôi nhà. Thứ tám, treo gương bát quái phía trên cửa chính quay về hướng con đường đâm tới. Gương bát quái được xem như là một liều thuốc nặng đô, có tác dụng phản hồi những cái tà khí. Thứ chín, có thể sử dụng tấm thảm hợp với bản mệnh của gia chủ ở trong cửa chính. Tấm thảm có công dụng chọn lọc khí tốt trong thiên nhiên và tiết thêm luồng khí trong lành cho ngôi nhà của bạn. Trên đây là đôi điều về lối phong thủy đường đâm và cách hóa giải. Tuy nhiên, đủ đức thì sẽ được phúc. Nếu biết ăn ở có đạo đức thì dù có gặp lỗi gì đi chăng nữa cũng không cần phải quá lo lắng các bạn ạ. Đến đây thì tôi xin kết thúc phần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.